một thời gian khẩn trương thi công, dự án nạo vét kè mái kênh tiêu Cống Đôi kết hợp nâng cấp bờ kênh làm đường giao thông đoạn từ Cống Đôi xã Khánh Trung đến trạm bơm Khánh Công huyện Yên Khánh đã cơ bản hoàn thành và đưa vào sử dụng phần lớn các hạng mục, mang lại niềm vui mừng phấn khởi cho người dân nơi đây. Trước đây, tuyến kênh này ít được nạo vét nên thường xuyên bị bồi lắng. Cùng với đó, hệ thống giao thông hai bên mặt kênh xuống cấp nên đi lại khó khăn. Nhân dân địa phương đã nhiều lần kiến nghị tại các cuộc họp tiếp xúc cử tri với mong muốn được nâng cấp cải tạo tuyến kênh kết hợp với giao thông nội đồng để thuận tiện cho việc đưa máy móc vào đồng ruộng. Xuất phát từ thực tiễn cũng như nhận thấy nguyện vọng của nhân dân là chính đáng, công trình được khởi công tháng 3 năm 2022, nằm trong chuỗi sự kiện công trình chào mừng kỷ niệm 200 năm danh xưng Ninh Bình và 30 năm tái lập tỉnh. Với chiều dài hơn 4,6 km, tổng kinh phí 45 tỷ đồng do Ủy ban Nhân dân huyện Yên Khánh làm chủ đầu tư. Đến nay công trình đã cơ bản hoàn thành và đưa vào sử dụng. Cống ngày xưa là mặt bằng cống rất nhỏ cho nên là không giao thông là không thuận tiện, nhiều khi là cũng còn xảy ra tai nạn. Nhưng mà nhà nước là có đầu tư và làm cái con đường này. Thì từ ngày làm đường giờ thì là bà con trong thôn là rất phấn khởi. Cũng là nằm trong cái chương trình mà về đích nông thôn mới kiểu mẫu cho nên là bà con rất phấn khởi và vào cuộc. Có đường mới rộng rãi, bà con đã cùng nhau đóng góp kinh phí để lắp đặt hệ thống chiếu sáng, trồng cây, trồng hoa, tạo cảnh quan xanh, sạch đẹp, khang trang. Con đường này trước nó ngày bằng đất, đổ có 3 mét thôi. Còn ngoài cái hành lang kia là bằng đất hết, cỏ rạ mọc um tùm mà nó thấp. Nó có một trận mưa nó cứ lụt sụp xuống. Từ khi mà nhà nước về đổ con đường này cao ráo, thế là đông bà con phấn khởi, bảo quản con đường và dựng cái cột điện hai bên kia nó sáng sủa. Kè sông thì nó mang lại cái thuận tiện, tức là dòng nước chảy. Trước ngày nó chưa kè thì nó mắc cỏ rạ dưới và nước bèo nên là các thứ lên nó rất bẩn. Từ khi mà làm con đường kè cái là ngòi nó sạch sẽ, nó tiêu nó chảy nó không còn cái gì nữa. Nông thôn đổi mới hẳn lên. Công trình khi được đưa vào sử dụng đã góp phần phát triển kết cấu hạ tầng thủy lợi theo hướng hiện đại hóa, phục vụ đa mục tiêu, tăng hiệu quả cấp nước cho sản xuất, chủ động phòng chống và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai. Đây là một công trình hết sức có giá trị cho lĩnh vực phát triển kinh tế của địa phương. Trước hết là công trình giao thông kết hợp với thủy lợi, vừa phục vụ cho phát triển kinh tế và cái điều đặc biệt quan trọng hơn, chúng tôi đang triển khai thực hiện cái nghị quyết số 32 của Hội đồng dân tỉnh, nghị quyết 74 của Hội đồng dân huyện về việc sản xuất lúa hữu cơ. Chính vì sản xuất lúa hữu cơ, chúng tôi vẫn phải thực hiện cái việc là trữ nước chống cái biến đổi khí hậu toàn cầu để đảm bảo cái nước tưới cho 633 hectare của Khánh Trung cũng như các địa phương lân cận. Hiện công trình còn một phần nhỏ đường giao thông đang chờ điều kiện sản xuất phù hợp để tiếp tục thi công. Tiến độ chất lượng công trình phải được đặt lên hàng đầu là những mong muốn của người dân, qua đó góp phần đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế xã hội địa phương.